Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mạng, năm 2022 phải mua kết đựng tiền. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho bạn nắm bắt được những điều tốt xấu trong cuộc sống của mình. Cụ thể hơn, xem tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này thì bạn sẽ biết được qua năm mới 2022 của mình sẽ như thế nào, công việc học hành có được thuận lợi hay không, sẽ có được những lưu ý gì trong cuộc sống. Phần tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần này được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ chính xác tuyệt đối. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng quan vận mệnh tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, nữ mệnh trong năm 2022. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao Vân Hớn, vận hạn Thiên Tinh, hạn Tam Tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mệnh không phạm Tam Tai, hạn Hoang Ốc, không phạm Hoang Ốc, Kim Lâu, không rơi vào hạn Kim Lâu. Về địa chi, Mùi gặp Dần không xung khắc, bình thường trên mọi phương diện. Xét về mối quan hệ thiên can Quý Âm Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Quý Mùi trong năm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 cần phải chú ý tháng Quý Sửu, có nghĩa là tháng 12 âm lịch từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Vào những ngày này cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy rối, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mệnh. Trong năm 2022, nữ mệnh Quý Mùi sinh năm 2003, năm nay gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh, sao xấu chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang. Nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mệnh đều làm mọi việc trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ thì không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao Vân Hớn bằng cách cúng dâng sao giải hạn vào 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về hướng Nam. Lễ vật gồm 15 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu đỏ của Vân Hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ oản. Bài vị sao Vân Hớn giấy trắng, viết dòng chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Tiền Vị. Hoặc đơn giản hơn, sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể, sao Vân Hớn, ngũ hành là hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc nâu, thạch anh ưu linh nâu và hổ phách, vân vân. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mệnh, năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Có nghĩa là thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất đối với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết, hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý.
công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng ngục tù tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, tay bay vạ gió, bị người khác vu khống và hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Nhất là phụ nữ mang thai nên cẩn thận trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần phải cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin vào người khác mà làm ăn sai trái, lỡ may phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần phải bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Song song với đó, người nào gặp hạn này cần phải tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc, viên mãn. Luận tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mệnh trong tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, đầu xuân quý bạn tuổi Quý Mùi 2003 nữ mạng vui vầy cùng gia đình, tuy nhiên có thể có nhiều chuyện buồn đưa tới trong tháng này. Tháng 2, tình cảm trong gia đạo tháng 2 có nhiều chuyện vui và may mắn, nhưng việc học hành của quý bạn trong tháng này lại không đạt được kết quả như ý. Tháng 3, đây là tháng trong gia đạo của quý bạn thiếu hòa khí, bên cạnh đó chú ý đến đường ăn uống, có thể sinh ra ốm đau, bệnh tật. Tháng 4, tháng này là tháng không tốt về đường tình cảm của bạn, thậm chí có thể xảy ra sự chia ly dẫn đến mỗi người một nơi. Tháng 5, trong gia đạo của bạn trong tháng này, hòa khí kém, các thành viên mâu thuẫn quan điểm. Bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Tháng 6, sức khỏe người sinh năm 2003 cần phải đặc biệt chú ý về đau dạ dày hoặc đường tiêu hóa không được tốt trong tháng này. Tháng 7, tháng này của bạn chủ về chuyện không may hoặc thị phi, tốt nhất không nên giao du bạn bè hay mở rộng mối quan hệ. Tháng 8, đây là tháng quý bạn tuổi Quý Mùi nữ, đón tin vui trong nội tộc, ngoài ra trong gia đạo công việc của bố mẹ, gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Tháng 9, đón lộc về, tiền bạc của người khác đưa tới là điểm nổi bật trong tháng 9 của bạn. Nếu ốm đau bệnh tật trong tháng này, quý bạn cũng nhanh chóng qua khỏi. Tháng 10, tháng này là tháng quý bạn cần phải chú ý đến sức khỏe, các bệnh liên quan đến phụ khoa nên điều trị sớm hơn. Tháng 11, được quý nhân phù trợ cho các công việc nên làm việc gì trong tháng 11, quý bạn cũng đạt được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên tháng này chuyện tình cảm quý bạn không được tốt, có kẻ phá hoại. Tháng 12, tiền bạc quý bạn tuổi 2003 có sự tiêu pha nhiều trong tháng này, bên cạnh đó việc học hành cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Tổng kết tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sự nghiệp, xem tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, số đông là người có lối sống tự lập, không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Có ý chí gây dựng sự nghiệp nên tạo được công danh vững vàng, tuy nhiên khi còn trẻ sẽ gặp rất nhiều chuyện không mong muốn xảy ra. Với những gia chủ tuổi Quý Mùi đang ngồi trên giảng đường, năm nay không phải là một năm may mắn với bạn trong việc học tập và giao tiếp. Bạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu và hiểu vấn đề từ các bài giảng trên lớp. Điều đó khiến cho bạn dần chán nản và nhụt chí. Nếu không tự bản thân mình cố gắng nỗ lực mà chỉ trông chờ vào người khác thì bạn sẽ sớm bị tụt lùi lại phía sau. Bạn đã quen với môi trường mới, có một vài người bạn thân thiết nhưng bạn chưa thật sự mở lòng với họ. Bạn nhút nhát và không giỏi giao tiếp. Chính điều này đã đẩy bạn ngày càng xa với tập thể. Việc Quý Mùi cần làm trong lúc này là cố gắng hết sức trong học tập, mở lòng với bạn bè, cải thiện các mối quan hệ cũng giúp cho bạn trong công việc cũng như sự nghiệp sau này. Với những người đã đi làm, năm nay khối lượng công việc rất nhiều, áp lực từ công việc dễ khiến cho bạn nổi cáu với những người xung quanh. Nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Về tài chính, năm này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý vì có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính, thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho việc học tập. Việc bạn cần làm đó là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Về sức khỏe, năm Nhâm Dần 2022,
người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 sức khỏe không được tốt do công việc áp lực nhiều và bản mệnh hay suy nghĩ dẫn đến sức khỏe và tâm trạng không được thoải mái. Phong thủy gia cát nhắc nhở tuổi Quý Mùi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Cần chú ý, mặc dù ít ốm đau, bệnh tật nghiêm trọng, nhưng khó tránh bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya. Kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào sẽ không hay. Nếu có thời gian, nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cũng cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Về tình cảm gia đạo, đối với Quý Mùi sinh năm 2003, vận trình tình cảm không được tốt cho lắm. Quý mệnh, đừng mất quá nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian, tinh thần cho công việc và thành quả thu được sẽ tốt hơn. Các gia chủ nên mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì vậy mà chúng ta cũng luôn phải vững tin vào cuộc sống vốn để dãy trong gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị sinh năm 2003 nữ mạng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần và từ đó sẽ có được những bước đi vững vàng hơn trong tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.